RAM là gì? Chức năng của RAM là gì? RAM là bộ nhớ lưu trữ tạm thời của thiết bị Random Access Memory, người ta gọi tên ba chữ cái đầu tiên RAM. Khi điện thoại, máy tính bản hay laptop hoạt động, chip xử lý CPU truy xuất dữ liệu từ ổ đĩa và lưu những dữ liệu tạm thời trên RAM như các ứng dụng nền hệ điều hành, trình duyệt và dung lượng bộ nhớ RAM dùng để đánh giá sức mạnh của thiết bị. Như vậy bạn vừa được biết bộ nhớ RAM là gì, mời đọc tiếp phần phân tích cấu tạo RAM ngay sau đây. RAM được cấu tạo từ nhiều linh kiện nhỏ bao gồm điện trở, tụ điện, transistor chúng có nhiệm vụ cung cấp nguồn ổn định cho ram